Thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 1 nhằm ngày mùng 5 Tết Canh Tý, ngày nghỉ Tết cuối cùng. Trước khi khởi đầu chương trình ngày mới, chúng tôi kính chúc quý vị có thêm một ngày nghỉ Tết nhiều niềm vui, hạnh phúc và an toàn để có một khởi đầu hoàn hảo cho công việc đầu năm mới sắp tới. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày trên kênh truyền hình BRT. Hy vọng điều đó sẽ tiếp tục được quý vị duy trì trong thời gian tới. Ngoài những thông tin nổi bật đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong tỉnh, chương trình hôm nay còn giới thiệu, chia sẻ đến quý vị nhiều gương mặt, câu chuyện thú vị và ý nghĩa khác từ khắp nơi trong nước cũng như trên thế giới. Một trong số đó là trào lưu về bảo vệ môi trường đang được giới trẻ hưởng ứng rộng rãi. Đầu năm, ai cũng muốn mọi việc hanh thông, một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công. Còn với người nông dân thì sao? Chúng ta hãy cùng lắng động mong ước của họ trong chia sẻ ngày mới hôm nay. Thưa quý vị, thời điểm này mặc dù chưa phải cao điểm mùa khô, thế nhưng do thời tiết nắng nóng cùng với gió nhiều khiến nền nhiệt tăng cao, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, theo cảnh báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hiện mức độ cảnh báo cháy rừng tại các địa phương đang ở cấp nguy hiểm, cấp 4. Khu vực rừng thuộc huyện Xuyên Mộc ở cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đã được tăng cường với tinh thần ứng trực 24 trên 24 giờ, đảm bảo không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Vấn đề này sẽ có trong nội dung gõ cửa ngày mới. Trước tiên, mời quý vị cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý được ghi nhận trong 24 giờ qua. Tăng cường giám sát việc đón du khách quốc tế. Bệnh viện Lê Lợi không ghi nhận có bệnh nhân nghi nhiễm virus corona. Mùng 4 Tết, hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Quốc lộ 51 ngày mùng 4 Tết, đông xe nhưng không ùn tắc. Ngành giáo dục đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Những thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona sẽ mở đầu vòng quay 24 giờ sáng nay. Theo chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, các sở quản lý du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành khi đón khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch phối hợp kiểm soát tình hình dịch bệnh với mục tiêu đảm bảo an toàn sức khỏe của du khách và vì lợi ích chung của cộng đồng. Hiện nay du lịch đang trong mùa cao điểm do người dân nhiều nơi ở châu Á nghỉ Tết Nguyên đán và Việt Nam đang đón một lượng khách du lịch lớn từ các nước khác, trong đó rất đông khách đến từ Trung Quốc. Đối với những du khách đến từ vùng có dịch bệnh viêm phổi do virus corona hoặc tiếp xúc với người ở vùng dịch, trong vòng 14 ngày phải quản lý theo dõi chặt chẽ, khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ phải cách ly, điều trị, xét nghiệm ngay. Liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona đang bùng phát nghiêm trọng tại Trung Quốc. Thưa quý vị, khuya 27 tháng 1 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu có 2 bệnh nhân người Trung Quốc nghi vấn nhiễm virus corona. Chỉ trong gần 30 phút đăng tải, thông tin đã có đến 600 lượt chia sẻ và 400 bình luận và khiến người dân hoang mang. Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, giám đốc Bệnh viện Lê Lợi khẳng định thông tin trên sai sự thật. Theo thông tin từ Bệnh viện Lê Lợi, ngày 27 tháng 1, khoa cấp cứu Bệnh viện Lê Lợi có tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân đến từ thành phố Thẩm Quyến, Trung Quốc. Bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy. Vì là bệnh nhân đến từ Trung Quốc nên Bệnh viện Lê Lợi áp dụng quy trình phòng chống dịch đối với bệnh nhân này. Sau khi thực hiện các kiểm tra cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân này bị nhiễm trùng đường tiêu hóa. Thì đây là một trường hợp bệnh nhân có sốt đến từ thành phố Thẩm Quyến. Đây là một trường hợp bị nhiễm trùng tiêu hóa. Hoàn toàn bệnh nhân này không có triệu chứng của cái nhiễm corona, đó là triệu chứng về hô hấp. Ngay khi nắm bắt thông tin không đúng sự thật của Facebook, Trần Tùng đưa tin Bệnh viện Lê Lợi tiếp nhận 2 ca nhiễm virus corona, gây hoang mang dư luận, Bệnh viện Lê Lợi đã trình báo Công an tỉnh vào cuộc xác minh làm rõ. Hôm qua 28 tháng 1, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã mời chủ nhân Facebook Trần Tùng lên làm việc. Bước đầu, Tùng thừa nhận mình đăng sai sự thật. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích của nam thanh niên này. Thông thường vào dịp lễ Tết, lượng bệnh nhân cấp cứu tăng cao hơn so với ngày thường, nhất là bệnh nhân tai nạn giao thông. Tuy nhiên, những ngày Tết vừa qua ghi nhận tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cho thấy số lượng bệnh nhân tai nạn giao thông giảm đáng kể. Theo ghi nhận của phóng viên, công tác trực cấp cứu tại các đơn vị được bảo đảm xuyên suốt, nên tất cả bệnh nhân đều được cứu chữa kịp thời. Theo thống kê của Bệnh viện Bà Rịa, trong 5 ngày nghỉ Tết, tính từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 230 trường hợp,
cao điểm là ngày 30 Tết với 309 ca cấp cứu. Đa số các trường hợp cấp cứu do bệnh lý nội khoa như cao huyết áp, sốt, viêm hô hấp, tim mạch và các trường hợp tai nạn thương tích xảy ra trong dịp Tết. So với ngày thường, số lượng bệnh nhân tại khoa tăng khoảng 30%. Do là trong thời gian nghỉ Tết thì các phòng khám người ta đã nghỉ việc, nghỉ không làm việc nên là hầu như các bệnh nhân đều tập trung vào bệnh viện Bà Rịa nên là số lượng bệnh nhân rất là đông ở tất cả các mặt bệnh như là nội khoa và ngoại khoa. Tuy nhiên năm nay là do có cái nghị định 100 thì cái tỷ lệ tai nạn giao thông nó cũng có giảm. Tuy là giảm không nhiều nhưng mà cũng giảm bớt được phần nào sức ép lên bệnh viện. Bệnh nhân đông, áp lực hơn ngày thường nhưng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Bà Rịa đều nỗ lực đảm bảo tất cả các bệnh nhân được cứu chữa kịp thời. Nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trực Tết tại bệnh viện được nhiều bệnh nhân đánh giá cao. Mùng 2 Tết thì cũng đi chúc Tết về thì có những bia những rượu. Thì coi như là bị trúc bổ tạ, cải tái thì trở về ở Bà Rịa thì bác sĩ tôi cũng lo chu đáo, tận tình để chăm sóc cho tôi. Tại bệnh viện Lê Lợi, số ca cấp cứu dịp Tết tăng hơn ngày thường gần 40%. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 200 đến 250 bệnh nhân. Bệnh nhân đến khám chủ yếu do các triệu chứng sốt, đau họng và một số bệnh nội khoa khác như tăng huyết áp, tiêu hóa. Dù bệnh nhân đông nhưng tất cả đều được cấp cứu và điều trị kịp thời. Bệnh nhân thì nghe cái tin về bệnh viêm phổi về do virus corona. Chính vì thế là tình trạng bệnh nhân ở ngoài có đề cao về sức khỏe nhiều hơn. Chính vì thế là khi thân nhân và người nhà có bệnh lý thì bị sốt, ho hắt hơi là người nhà cảnh giác và đi khám. Chính vì thế là tình trạng bệnh nhân khám năm nay sẽ tăng vọt hơn rất nhiều so với năm trước. Đến thời điểm này, cả hai bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi đều không ghi nhận trường hợp nào tử vong, ngộ độc thực phẩm hay đuối nước trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý. Sau 3 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý hôm qua 28 tháng 1 nhằm ngày mùng 4 Tết, Ban Quản lý các chợ trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cho tiểu thương mua bán bình thường trở lại. Ghi nhận vào hôm qua, người tiêu dùng đến chợ chủ yếu để mua các mặt hàng thịt cá, rau, củ và hoa quả về làm mâm cơm cúng trong gia đình. Hàng hóa khá dồi dào, phong phú, giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Giá cả thì nó cũng tương đối ổn định, chứ không thể nào mà nó mắc. Nó cũng vừa túi tiền mình mua. Nếu mà cúng Tết thì mình mua gà, mua trái cây, bông, mình cúng Tết trong gia đình, rồi tôm, cá, đồ mình lấy, mình mua, mình cúng. Cũng phong phú đầy đủ, nhiều loại, nhiều, coi như là đầy đủ hết trơn, không thiếu cái gì hết. Nên... cá cũng mới ra thôi, cá rồi nấu chua. Cúng Tết thôi mà, giá cả cũng không có gì hết. Theo Ban Quản lý các chợ, bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 nhằm mùng 6 Tết, khi tất cả tiểu thương đều mở cửa kinh doanh trở lại, hàng hóa sẽ đa dạng hơn và giá cả thị trường cũng sẽ ổn định hơn. Đảm bảo bình ổn thị trường, các ngành chức năng cũng đang tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn, duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời hàng cấm, hàng lậu, hàng giả sau Tết. Trong đó, chú trọng kiểm tra đối với hàng hóa thực phẩm lưu thông trên thị trường trong việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng hàng hóa. Thưa quý vị, sau những ngày vui xuân đón Tết Canh Tý 2020, bà con nông dân, ngư dân và diêm dân trên địa bàn tỉnh lại nhộn nhịp bắt tay vào sản xuất thu hoạch. Với niềm vui phấn khởi trong ngày đầu xuân, ai ai cũng ước mong một năm mới nhiều thuận lợi, ấm no và thành công hơn năm cũ. Năm nào cũng vậy, cứ sau vài ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, bà con diêm dân lại hối hả ra đồng để chuẩn bị thu hoạch lứa muối mới. Vụ muối năm nay, toàn tỉnh sản xuất trên 766 hectare. Hiện tại, nhiều diêm dân đang tranh thủ nắng to gió lớn để thu hoạch vụ muối đầu năm. Đến thời điểm này, muối trẻ bạc chuẩn bị thu hoạch lứa thứ tư và hai lứa muối thô với sản lượng đạt trên 10.000 tấn. Luôn luôn chăm sóc ruộng, ít có bỏ. Tết ta cũng phải dẫn xuống ruộng để khi ta thăm ruộng, rồi ta dẫn nước, rồi hay là ta mở điện, hay là ta quạt gió. Thì cái công tác ruộng thường xuyên, thì nhiệm vụ của người diêm dân phải tích cực để chi để tiếp tục nữa là hết Tết rồi ta tiếp tục ta sản xuất để tăng năng suất. Với người nông dân trồng rau thì gần như không có ngày nghỉ Tết bởi nhu cầu rau xanh trước trong và sau Tết đều rất cao. Hiện tại giá rau xanh đang duy trì ở mức cao từ 12 đến 17.000 đồng một ký rau ăn lá nên thu nhập nông dân tương đối ổn định. Bình quân 1 hectare rau nông dân có lãi từ 30 đến 40 triệu đồng một vụ.
Do đó, không khí làm việc đầu năm tại vùng trồng rau như phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa và xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ lúc nào cũng rộn ràng, phấn khởi. Thời tiết này thuận lợi trồng rau mà ra qua Tết là có giá hơn là trong năm. Vâng. Bà con nông dân thì thấy phấn khởi hơn. Do đang bước vào thời kỳ sinh trưởng nên hầu hết ruộng lúa đều phải được chăm sóc kỹ như be bờ, đắp đất, nhổ cỏ, bón phân. Nên những ngày đầu năm, nông dân đều ra đồng để chăm sóc lúa vụ đông xuân. Nói thẳng là năm nay thời tiết rồi nó cũng thuận lợi như mọi năm. Nước nôi đồ cũng đầy đủ chứ không có cái gì hết. Giờ ra đồng mong muốn những cái chuyện làm ăn cho nó suôn sẻ rồi không có sâu rầy đồ này nọ vậy đó. Sau Tết là thời điểm biển có nhiều luồng cá tôm nên nhiều ngư dân chọn ngày mùng 2 và mùng 3 Tết để xuất bến ra khơi. Đối với nghề thuyền thúng, nguồn hải sản như ghẹ, ốc, cá đánh bắt gần bờ tuy không nhiều nhưng nhờ tươi ngon, giá cao nên ngư dân rất phấn khởi ra biển. Thời tiết năm nay là thuận mùa cho nên mực nó nhào vô. Giá cả đầu năm thì được, anh em tôi phấn khởi quá trời, xong phấn khởi giờ năm nào cũng vậy thôi mà đánh bắt ra được mùa là ta phải phấn khởi vô. Năm mới Canh Tí 2020 đã bắt đầu, mặc dù lĩnh vực nông ngư nghiệp luôn đối mặt với lắm vất vả, khó khăn, nhưng trên khuôn mặt của những người nông dân, ngư dân và diêm dân vẫn luôn rạng rỡ và tràn đầy hy vọng về một năm mới sản xuất, khai thác, thu hoạch nhiều may mắn, thắng lợi. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, lượng phương tiện từ các tỉnh khác bắt đầu đổ về Bà Rịa Vũng Tàu để du xuân. Quốc lộ 51, tuyến đường huyết mạch kết nối với Bà Rịa Vũng Tàu hôm qua, có nhiều thời điểm đã xuất hiện từng hàng dài xe nối đuôi nhau. Tuy nhiên không có tình trạng ùn tắc xảy ra, mà các phương tiện vẫn lưu thông tuy có hơi chậm. Trên quốc lộ 51, cả chiều về thành phố Hồ Chí Minh và chiều về thành phố Vũng Tàu đều đông xe. Tuy nhiên, chiều về thành phố Vũng Tàu có phần đông hơn, chủ yếu là xe du lịch cá nhân. Hiện tượng ùn ứ chỉ xảy ra tại các giao lộ khi các phương tiện chờ đèn tín hiệu giao thông. Em thấy hả? Đi lên giờ thì em thấy đường thì cũng đông, bắt đầu đông dần, cũng hơi khó khăn một chút. Tại vì đi cái len đường đi bộ nó hẹp quá, nên phải đi len gần ra đường xe hơi. Chiều ngược thì em thấy rất là đông. Đèn xanh, đèn đỏ thì có ùn tắc thôi, chứ còn vẫn lưu thông bình thường. Đoạn có tình hình giao thông phức tạp nhất trên quốc lộ 51 là ngã ba Mỹ Xuân. Từ sau 8 giờ sáng trở đi, khi lượng xe qua khu vực này đông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức điều tiết giao thông tại chỗ. Tầm khoảng 8 giờ 40 thì lượng khách du lịch đi xuống hơi đông. Và có bị tắc nghẽn ở ngay đoạn ngã ba Mỹ Xuân. Thì đã đảm bảo về an toàn cho bà con đi chơi Tết vui xuân. Anh em đã tiến hành điều tiết thì giờ nó đã ổn rồi. Tại trạm thu phí T3, khu vực gần ngã ba Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, do lượng xe đông hơn, các nhân viên thu phí đã tăng cường các điểm bán vé thủ công nhằm rút ngắn thời gian xe qua trạm, không để xảy ra ùn tắc tại khu vực này. Trong mấy ngày Tết thì so với ngày thường thì có tăng từ 5 đến 11%. Tuy nhiên là do là lưu lượng xe thì chủ yếu là xe nhỏ, cho nên là về tình hình trật tự giao thông thì lưu thông tương đối tốt, không có ùn tắc giao thông. Đến thời điểm này thì so với mọi năm thì lưu lượng xe nó còn quá ít. Theo thống kê, trong 3 ngày qua đã có 45.000 lượt xe qua trạm thu phí T3. Theo dự báo, vào ngày mùng 6 Tết, lượng xe đổ về thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất đông và trạm thu phí T3 đã chuẩn bị các phương án giải phóng xe trong trường hợp xảy ra ùn tắc. Thưa quý vị, năm 2020 sẽ là một năm đánh dấu sự thay đổi lớn của ngành giáo dục đào tạo cả nước, bởi đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, chương trình mới sẽ giảm tải hơn so với chương trình hiện hành về số môn học, giờ học. Nội dung học cũng được thiết kế, chọn lọc theo hướng năng động hơn, thiết thực hơn, nhiều hoạt động thực hành trải nghiệm hơn. Theo lộ trình, năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu áp dụng đối với lớp 1 ở các trường tiểu học. Đến thời điểm này, thì ngành giáo dục đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu đã sẵn sàng tâm thế để bước vào thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tất cả các lớp phải học 2 buổi một ngày, đó là điều kiện bắt buộc khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đáp ứng yêu cầu này, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã có thêm 6 trường tiểu học được xây mới, hàng chục trường tiểu học được nâng cấp mở rộng. Cùng với đó, nhiều trang thiết bị phục vụ dạy và học
đáp ứng theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới cũng được đầu tư, mua sắm với tổng kinh phí khoảng hơn 850 tỷ đồng. Nhà trường cũng vừa mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân huyện cho đầu tư sửa chữa lại cơ sở vật chất rất là khang trang, sạch đẹp. Bàn ghế, lớp học đầy đủ để chuẩn bị tốt cho cái việc thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông lớp 1 vào năm tới. Hiện nay thì trường tiểu học Ngoại giao chúng tôi thực hiện 100% các lớp học 2 buổi trên ngày. Nguồn giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Chuẩn bị điều kiện này, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã chọn gần 1.700 giáo viên ưu tú, giỏi chuyên môn, có kinh nghiệm và nhiệt huyết để tập huấn chương trình dạy lớp 1 trong năm học tới. Nhà trường thì tạo điều kiện tối đa cho giáo viên của mình tham gia các lớp tập huấn. Ngoài ra thì nhà trường, ban chuyên môn nhà trường thì thường xuyên vào các kỳ sinh hoạt chuyên môn của nhà trường thì tập huấn cho giáo viên. Đầu tháng 12 năm 2019, ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu ngành giáo dục đào tạo các địa phương chọn một trong năm bộ sách giáo khoa đã công bố để áp dụng tại địa phương mình, Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu đã thành lập hội đồng thẩm định sách từ cấp trường đến cấp sở. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng mời các chuyên gia cùng các tác giả của các bộ sách giáo khoa lớp 1 về giảng giải những thắc mắc về nội dung sách cho đội ngũ giáo viên của tỉnh. Đến nay thì các thầy cô giáo ở các trường học đã có được bộ sách giáo khoa lớp 1 để nghiên cứu, tìm hiểu trước khi quyết định chọn bộ sách nào dạy ở trường mình. Cái thứ hai là sở thì cũng đã mời các giáo viên giỏi tham gia cái hội đồng bộ môn nghiên cứu trước, tìm hiểu trước và đưa ra những cái nhận xét từng bộ sách, những cái hay, những cái tốt, những cái ưu điểm của từng bộ sách. Công tác tuyên truyền đến người dân, nhất là các bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, cũng được các đơn vị truyền thông và ngành giáo dục đào tạo tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó, các bậc phụ huynh cũng có sự phối hợp với nhà trường chuẩn bị tâm thế cho con trẻ. Tôi hy vọng là chương trình này sẽ mang đến cho các bé được những trải nghiệm, kỹ năng và học tập mới này được tốt hơn cái chương trình cũ. Về phần phía chúng tôi thì sẽ phối hợp với nhà trường, sẽ trang bị cho các bé được tự tin, mạnh dạn khi đến trường. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quy hoạch lại mạng lưới trường học, lớp học, đầu tư xây dựng thêm trường học phù hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và quy mô phát triển giáo dục của từng địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương và các trường tích cực vận động xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp, phụ huynh học sinh tham gia đóng góp xây dựng phòng học, sân chơi, bãi tập cho nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục và thực hiện tốt hơn chương trình giáo dục phổ thông mới. Thưa quý vị, năm 2019 ghi nhận rất nhiều hoạt động môi trường sôi nổi, góp phần làm nên kết quả đó là những trend hay còn gọi là trào lưu về bảo vệ môi trường nở rộ trong giới trẻ. Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ và mạng xã hội, những trào lưu về môi trường được hưởng ứng rộng rãi và đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Câu chuyện về ai thế nào vì sao hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về trào lưu này nhé. Trào lưu thử thách để thay đổi, nghĩa tiếng Anh là Challenge for Change, hay nhiều người còn gọi là trào lưu dọn rác, từng làm mưa làm gió trong năm 2019 trong giới trẻ. Chỉ cần tìm một địa điểm có nhiều rác, lên mạng xã hội kêu gọi cùng nhau tham gia thử thách, rồi chụp ảnh trước và sau khi dọn rác. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng trào lưu này đã làm biến mất nhiều bãi rác gây ô nhiễm. Những bức ảnh before after trở thành những bức ảnh đẹp nhất trên mạng xã hội. Mình cũng thấy các bạn làm một cái trend là before và after, thì mình cũng muốn là thực hiện một cái thử thách như thế để mình có thể giúp đỡ dọn được một cái bãi rác nào đó. Và để duy trì cái chương trình này của mình thì mình sẽ tiếp tục tìm kiếm những bãi rác mà chưa được ai dọn và những cái bãi rác nó gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, thì mình sẽ tiếp tục lại tập hợp đội để đi dọn những cái bãi rác như thế. Một trào lưu khác cũng thu hút rất đông giới trẻ, đó là nói không với rác nhựa. Nói không với ống hút nhựa, đồ nhựa dùng một lần, hay tham gia vào chiến dịch thả cá, đừng thả túi ni lông, ngày Tết ông Công ông Táo cũng thu hút được ngày càng nhiều bạn trẻ tham gia. Việc mà mình đóng góp một phần có nghĩa là mình đã thêm được một thành viên vào trong cái cộng đồng đấy, thì
cái việc truyền cảm hứng cho mọi người sẽ càng dễ dàng hơn, và nếu càng nhiều người biết đến thì cái lợi ích đem lại cho xã hội sẽ càng nhiều hơn. Còn đây là trend chế tác quần áo cũ đang nhen nhóm và dự kiến sẽ lan tỏa rộng rãi. Các bạn trẻ lên mạng xã hội cùng nhau kêu gọi quyên góp quần áo, phân loại quần áo tốt để trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn, còn lại sẽ tái chế thành những vật dụng hữu ích. Nghiệp may mặc ấy thì là một trong những cái ngành mà cũng tác động rất lớn đến môi trường. Và em nghĩ rằng là cái hành động mà thu gom lại các quần áo cũ này, tái chế thì nó sẽ giúp giảm một lượng rác thải lớn, cũng như là mang lại một số, tức là mình có thể dựa vào những cái nguồn nguyên liệu đấy làm ra những cái vật sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Mặc dù có những trào lưu chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, có một phần cao trào rồi nhanh chóng đi vào quên lãng, nhiều bạn trẻ tham gia theo tâm lý sôi động, nhưng ít nhiều những trào lưu bảo vệ môi trường cũng đã góp phần lan tỏa những hành động đẹp ý nghĩa. Trend thì không có gì là xấu cả, khi mà cả mọi người, tất cả cộng đồng đều quan tâm đến vấn đề đấy thì ít nhiều thì mọi người sẽ có một cái ý thức. Có thể là bây giờ mọi người không biết, là mọi người không hành động ngay, nhưng mà bây giờ ở trong ý thức của mọi người đã biết được rằng là thải nhiều quần áo ra môi trường, sử dụng đồ nhựa là không tốt. Giới trẻ đang dần quan tâm hơn tới vấn đề môi trường, hy vọng sự quan tâm đó sẽ tiếp tục không chỉ dừng lại ở các trào lưu trên mạng xã hội mà sẽ thực sự trở thành thói quen, hành động và ý thức của mỗi người. Cập nhật tiếp theo của chương trình ngày mới là thông tin từ thế giới 360 độ. Đâu là những chuyển động đáng chú ý trên thế giới 24 giờ qua? Hãy cùng theo dõi với chúng tôi ngay sau đây. Bộ tem đặc biệt mừng Tết Canh Tí của Liên Hiệp Quốc. Những giống chuột độc đáo thế giới. Triển lãm nghệ thuật hoa cảnh tại Cuba. Nhiều nước để mạnh nỗ lực ngăn chặn virus corona lây lan. Mở đầu bản tin là những câu chuyện liên quan đến Tết Canh Tí trên thế giới. Thưa quý vị, năm mới Canh Tí với hình ảnh chú chuột đã trở thành biểu tượng mới nhất được in trên bộ tem đặc biệt do Cục Bưu chính Liên Hiệp Quốc phát hành. Cũng như những lần phát hành nhân dịp Tết Nguyên Đán trước đó, bộ tem năm nay nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của những người sưu tập tem. Bộ tem đặc biệt này bao gồm 10 con tem mới được phát hành hồi giữa tháng này với giá 1,2 đô la Mỹ mỗi mẫu. Mỗi bộ tem gồm 10 mẫu có logo Liên Hợp Quốc và 10 mẫu hình một chú chuột vàng sinh động. Hình ảnh chú chuột vàng trên nền bông hoa đỏ sử dụng hai màu sắc truyền thống trong dịp Tết cổ truyền. Đây cũng là bộ tem thứ 11 mà Cục Bưu chính Liên Hợp Quốc phát hành nhân dịp Tết Nguyên Đán. Ngoài Liên Hợp Quốc, nhiều nước khác cũng phát hành những bộ tem tương tự nhân dịp Tết Nguyên Đán, và các bộ tem được nhiều người sưu tập trên thế giới. Thậm chí trên các trang đấu giá trực tuyến có những bộ tem được tìm mua với giá cao hơn nhiều lần so với giá bán ra của đơn vị phát hành. Chuột khổng lồ hay giống chuột khổng lồ là thuật ngữ chỉ những con chuột có kích thước rất là lớn so với đồng loại và được áp dụng chỉ về nhiều loài gặm nhấm khác nhau. Việc xuất hiện giống loài chuột là quá trình tự nhiên của tiến hóa, nhưng cũng có ý kiến cho rằng là do biến đổi khí hậu hoặc do lượng thức ăn thừa thải trên phố ngày càng tăng. Đây là loài chuột capybara hay còn gọi là chuột lan nước. Chúng thường tỏ ra rất vui khi được giao tiếp cùng chim, mèo, khỉ và thậm chí là cá sấu. Chuột lan nước trưởng thành có thể phát triển tới 70 kg, dài tới 60 cm. Đây là giống chuột Nam Mỹ và hiện là loài chuột to nhất thế giới. Đặc biệt loài chuột này không hề sợ hãi khi chơi đùa cùng với những loài động vật ăn thịt. Chuột túi Gambia, một trong những con chuột dài nhất trong họ chuột, có thể dài tới 90 cm, tính từ đầu mũi tới chót đuôi, cân nặng từ 1,4 đến 4 kg. Chúng có khứu giác rất nhạy cảm, thường được huấn luyện để dò tìm bom mìn. Nhiều người Mỹ cũng nuôi loài chuột này làm thú cưng. Chuột mây khổng lồ Baclusion, đây là giống chuột có kích cỡ lớn hơn chuột túi Gambia, thường thấy ở những hòn đảo có hệ sinh thái độc nhất vô nhị, gây sự phát triển bất thường về kích cỡ. Chúng có thể dài tới 75 cm và nặng tới 2,6 kg.
Liên tục bản tin thế giới 360 độ là những thông tin liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật. Thưa quý vị, đêm trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 62 khép lại với chiến thắng được xem là trọn vẹn với nữ ca sĩ trẻ Billie Eilish khi ẵm tới 4 giải thưởng danh giá nhất là ca khúc, thu âm, album của năm và nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Không chỉ có Billie Eilish, Grammy năm nay cũng chứng kiến sự lên ngôi của nhiều ca sĩ trẻ, những tân binh giàu năng lượng với phong cách âm nhạc trẻ trung lôi cuốn. Tanja Tucker cũng ẵm giải ca khúc đồng quê xuất sắc nhất Bring My Flower Now và album đồng quê xuất sắc nhất Where I Am Living. Vượt khỏi giới hạn truyền thống triển lãm nghệ thuật, giờ đây không chỉ là sự thưởng lãm bằng thị giác, các tác phẩm sơn dầu hay là điêu khắc, mà còn khơi gợi cả xúc giác và vị giác. Triển lãm cách làm salad ở thành phố New York, Mỹ những ngày đầu năm mới là một ví dụ tiêu biểu cho điều đó. Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây. Triển lãm của nghệ sĩ Dabrand Bader dù không được đặt tên chính thức, nhưng thường được mọi người gọi là triển lãm rau quả và salad rau quả. Đến với triển lãm, du khách có cơ hội được tận mắt chứng kiến rất nhiều loại hoa quả độc đáo, bên cạnh rất nhiều loại hoa quả quen thuộc, được đặt trên kệ gỗ riêng biệt trong phòng trưng bày. Sau đó, vào một thời gian nhất định trong ngày, các nhân viên của bảo tàng sẽ thu gom các loại hoa quả và chế biến thành các món salad cỡ lớn. Công đoạn chế biến này mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Và dù phòng bếp không mở cửa để đón du khách, song thực khách vẫn có thể chứng kiến toàn bộ quá trình qua một màn hình cỡ lớn. Sản phẩm cuối cùng sau đó sẽ được đựng trong những chiếc cốc nhỏ và mang ra phục vụ những vị khách có mặt tại đây. Nghệ sĩ Dabrand Bader là người nổi tiếng với những tác phẩm nghệ thuật mang đầy tính thách thức và mới lạ. Trước đây, nghệ sĩ này từng cho ra mắt một triển lãm với sự tham gia của những con dê vào năm 2011. Triển lãm này sẽ được mở cửa cho đến ngày 17 tháng 2. Thưa quý vị, những ngày này thì khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia tại thủ đô La Habana của Cuba như trở nên rực rỡ hơn nhờ những tác phẩm nghệ thuật hoa cảnh độc đáo. Đây là cuộc triển lãm nghệ thuật đặc biệt sử dụng vật liệu là cây cỏ hoa lá do nghệ sĩ nổi tiếng người Nhật Bản Azuma Makoto thực hiện. Cây chuối với những bông hoa bó xung quanh là một trong những tác phẩm nghệ thuật hoa cảnh được trưng bày trong triển lãm của nghệ sĩ người Nhật Bản Azuma Makoto. Sử dụng những loài hoa đặc trưng của đảo quốc vùng Caribe, nghệ sĩ Azuma Makoto đã mất 2 ngày để hoàn thiện tác phẩm này, như một biểu tượng về sự kết nối giữa người dân Cuba với các loài hoa. Nghệ sĩ Azuma Makoto nổi tiếng với nhiều tác phẩm nghệ thuật mà ông gọi là điêu khắc thực vật, nghĩa là sử dụng cây cối để tạo nên những tác phẩm giàu ý nghĩa. Khép lại bản tin thế giới, sáng nay là những cập nhật về diễn biến liên quan đến dịch viêm phổi từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Thưa quý vị, trước diễn biến khó lường của chủng virus mới, chính phủ Trung Quốc cùng nhiều nước đang đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan ra cộng đồng. Tại Trung Quốc, chính phủ nước này thông báo kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ kéo dài tới ngày 2 tháng 2 thay vì ngày 30 tháng 1 như kế hoạch ban đầu, đồng thời huy động toàn lực nhân viên y tế trên cả nước tới dùng tâm dịch để hỗ trợ chiến dịch kiểm soát và khống chế virus. Hai bệnh viện giã chiến cũng đang được gấp rút thi công tại vùng tâm dịch Vũ Hán với 1.300 và 1.500 giường. Thời gian dự kiến đi vào hoạt động của hai bệnh viện lần lượt là ngày mùng 3 và ngày mùng 5 tháng 2. Không riêng Trung Quốc, nhiều nước cũng đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng ngừa. Mới đây, Mông Cổ đã quyết định đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Malaysia từ chối du khách Trung Quốc đến từ tâm dịch Hồ Bắc. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo virus chết người này lên mức cam, mức cao thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp độ. Nhiều hãng hàng không Hàn Quốc miễn phí hủy vé máy bay tới Trung Quốc. Singapore thông báo sẽ kiểm tra thân nhiệt của hành khách trên các chuyến bay từ Trung Quốc về Singapore. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản đã thuê một máy bay tới thành phố Vũ Hán để đưa những công dân của nước này về nước. Thái Lan và Italia cũng sẵn sàng sơ tán công dân tại thành phố Vũ Hán. Theo số liệu cập nhật mới nhất, số bệnh nhân tử vong do dịch bệnh này tại Trung Quốc đã lên con số hơn 100 người và hơn 4.000 người đã nhiễm bệnh. Mới đây, giới chức Thái Lan cảnh báo dịch viêm phổi do virus corona có thể gây tổn thất lên tới hơn 3 tỷ đô la Mỹ đối với ngành du lịch của nước này, nói riêng và cả một số nước châu Á nói chung. Các chuyên gia kinh tế đánh giá tác động của dịch do virus corona đối với du lịch và các ngành kinh doanh liên quan tại Thái Lan và các nước châu Á khác có thể lên tới gần 3,3 tỷ đô la Mỹ trong trường hợp dịch được kiểm soát vào đầu tháng 3 tới.
Những ảnh hưởng của ngành du lịch cũng khiến cho kinh tế Thái Lan chỉ có thể đạt tăng trưởng từ 1,8 đến 2,4% trong quý 1 và quý 2 năm nay. Du lịch là một trong những lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Thái Lan, chiếm khoảng 21% nền kinh tế của nước này, trong khi doanh thu từ du khách nước ngoài đóng góp khoảng 12% GDP, đặc biệt là du khách Trung Quốc. Tuy nhiên, số lượng khách Trung Quốc tới Thái Lan có thể giảm mạnh sau khi Trung Quốc cấm du lịch theo nhóm ra nước ngoài nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona mới. Vừa rồi là những thông tin thế giới đáng chú ý. Còn bây giờ chúng ta cùng cập nhật những tâm điểm mà báo chí trong nước đăng tải hôm nay. Thông tin đáng chú ý nhất được nhiều trang báo đăng tải trong ngày hôm nay đó là sự việc một trong hai bệnh nhân Trung Quốc bị nhiễm virus corona điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy đã hoàn toàn khỏi bệnh. Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay sau 6 ngày cách ly điều trị và sau 3 lần phối hợp với viện Pasteur xét nghiệm, có thể khẳng định người con Li Jichao, 28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc đã hoàn toàn khỏi bệnh. Tuy nhiên, do con virus này còn mới nên bệnh viện vẫn đang theo dõi thêm để chắc chắn nhất. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Bộ Y tế cho biết Li Jichao hiện đã tự thở, tỉnh táo, ăn ngủ được, hết sốt 4 ngày, sinh hoạt bình thường. Cả hai bố con Li Jichao hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trong đó, ông Li Jing, 66 tuổi, đã tỉnh, ăn ngủ được, được hỗ trợ thở oxy, nhưng nhịp thở êm, huyết áp ổn định, không sốt từ chiều ngày 25 tháng 1. Chức năng gan, thận, điện giải bình thường, chụp X-quang phổi cho thấy tổn thương đã không tiếp tục tiến triển. Ông Li Jing là trường hợp bệnh nhân nặng, có tới 4 bệnh nền. Kết quả điều trị như trên là rất khả quan. Các bác sĩ đang đợi kết quả xét nghiệm ngày 27 tháng 1 xem tình trạng ông Li Jing đã âm tính với virus corona hay chưa. Nếu kết quả âm tính, bố con ông sẽ là những bệnh nhân đầu tiên được điều trị khỏi bệnh kể từ khi dịch này xuất hiện trên thế giới hôm 12 tháng 12. Cũng liên quan đến dịch bệnh viêm phổi do virus corona, chính quyền thành phố Uông Bí, Quảng Ninh đã yêu cầu sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí gỡ bỏ thông tin buổi thuyết giảng cách hóa giải virus corona trên Internet. Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 26 tháng 1 trên trang website chùabavang.com và trang Facebook Thích Trúc Thái Minh cùng lúc phát trực tiếp chương trình tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch virus corona. Buổi thuyết giảng thu hút 3.000 người xem online và hàng trăm người ngồi xem trực tiếp tại chùa Ba Vàng. Theo trụ trì chùa Ba Vàng, Đức Phật dạy mọi sự vật hiện tượng trên thế gian đều có nguyên nhân của nó. Mọi thiên tai dịch bệnh gốc là do ác nghiệp của chúng sinh, đặc biệt là từ việc phá diệt Tam Bảo, hủy hoại Phật Pháp. Nạn dịch virus corona không ngoài nguyên nhân trên. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã vào bình luận với những ý kiến trái chiều, trong đó đa số chỉ trích trụ trì chùa Ba Vàng. Thông tin từ Đại Thượng Tọa Thích Đức Đạo Hiển, Phó trưởng ban Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng đăng đàn thuyết giảng cách hóa giải virus corona, giáo hội cùng các ban ngành chính quyền địa phương đã yêu cầu sư trụ trì phải gỡ bỏ các nội dung, chương trình, đoạn clip trên mạng xã hội Facebook và website chùabavang.com. Trả lời báo Thanh Niên, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí cho biết, địa phương này đã bố trí lực lượng chức năng giám sát chùa Ba Vàng hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích của giáo hội. Nếu nhà chùa còn tiếp tục tổ chức các buổi thuyết giảng tương tự, thì địa phương sẽ kiến nghị đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam để có biện pháp xử lý mạnh hơn. Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, báo Bà Rịa Vũng Tàu đưa tin sáng hôm qua 28 tháng 1, Công an thành phố Vũng Tàu đã có buổi làm việc với bệnh viện Lê Lợi để xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc hai du khách Trung Quốc nghi bị nhiễm virus corona nhập viện tại bệnh viện này. Tại buổi làm việc, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, giám đốc bệnh viện Lê Lợi cho biết, vào tối 27 tháng 1, tức mùng 3 Tết, bệnh viện đã tiếp nhận hai du khách đến từ Thẩm Quyến, Trung Quốc nhập viện tại bệnh viện này, trong đó có một trường hợp bị đau bụng quặn, đi tiêu chảy nhiều lần, sốt cao. Bệnh viện đã thực hiện các quy trình tiếp nhận, khám cách ly, khai thác bệnh sử và làm các xét nghiệm máu, siêu âm theo quy định của Bộ Y tế. Kết quả cho thấy bệnh nhân này bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, không có dấu hiệu nhiễm virus corona. Sau khi điều trị ổn định và kê toa thuốc cho bệnh nhân, bệnh viện đã cho bệnh nhân xuất viện ngay trong ngày. Liên quan đến thông tin người bị nhiễm corona lan truyền trên mạng xã hội, bác sĩ Phước khẳng định thông tin đăng trên mạng Facebook là hoàn toàn sai sự thật.
Theo tìm hiểu của báo Bà Rịa Vũng Tàu, trước đó vào lúc 21 giờ ngày 27 tháng 1 trên trang Facebook Trần Tùng có đăng thông tin bệnh viện Lê Lợi có 2 trường hợp người Trung Quốc bị nghi nhiễm virus corona. Sau 30 phút đăng tải đã có 400 lượt chia sẻ và 300 bình luận. Đến 22 giờ cùng ngày, nhận thức hành vi sai trái của mình, Tùng đã gỡ bỏ thông tin. Tuy nhiên, việc đăng thông tin sai sự thật của Tùng đã gây hoang mang trong dư luận xã hội. Trong sáng ngày 28 tháng 1, Công an tỉnh đã làm việc với Trần Văn Tùng để làm rõ vụ việc tung tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân. Tại buổi làm việc, Tùng thừa nhận có đăng thông tin không được kiểm chứng, gây tác động xấu đến xã hội. Tùng cũng hối hận về bình luận sai sự thật trên trang Facebook cá nhân và đăng thông tin cải chính. Thưa quý vị, Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng 1900-3228 và số điện thoại đường dây nóng của Cục Y tế Dự phòng 0989-671-115 và 0963-851-919 để tiếp nhận các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp trên toàn quốc và tư vấn cách phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Và đây là thông tin được nhiều trang báo đăng tải. Theo báo Sài Gòn Giải phóng, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của cơ quan y tế để phòng ngừa dịch bệnh do chủng virus corona mới gây ra. Đồng thời, người dân không nên đi đến khu vực đang có dịch tại Trung Quốc nếu không cần thiết. Liên quan tới diễn biến của dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra, Bộ Y tế khẳng định hiện Việt Nam mới chỉ ghi nhận 2 ca mắc viêm phổi cấp đến từ Trung Quốc đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Cả nước chưa ghi nhận trường hợp nào là người Việt Nam bị viêm phổi do chủng corona. Tuy nhiên, tới thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt, có tiền sử đi về từ vùng có dịch. Trong đó, 25 trường hợp đã được loại trừ nhiễm virus corona, 38 trường hợp đang tiếp tục theo dõi cách ly, bao gồm cả 2 trường hợp bố con người Trung Quốc đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Một thông tin đáng quan tâm cho những ai đang có kế hoạch du lịch đến Sa Pa trong những ngày đầu xuân Canh Tí. Theo ghi nhận từ báo VN Express, thời điểm này, đỉnh Phan Xipang trắng xóa băng giá, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Băng bao phủ từ khoảng độ cao 2.800m, ở những sườn núi khuất gió, băng phủ dày 4-5cm, kéo trĩu nặng cả cây cối. Ở tháp Phan Xipang và sườn núi hướng gió, băng mỏng hơn khoảng 1-2cm. VN Express cho biết đây là lần đầu tiên trong năm mới Canh Tí nóc nhà của Đông Dương xuất hiện băng. Nguyên nhân là miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm rét hại, nhiệt độ tại Sa Pa xuống 5 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo đợt rét đậm rét hại ở miền Bắc sẽ kéo dài trong 3 ngày nữa do không khí lạnh liên tục được bổ sung. Nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng Trung Du từ 15 độ trở xuống, vùng núi từ 13 độ trở xuống. Thời điểm này, Bà Rịa Vũng Tàu đang bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài cộng với thời tiết đang rất hanh khô, càng làm cho nguy cơ cháy rừng tăng cao. Theo cảnh báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hiện Bà Rịa Vũng Tàu đang ở mức độ cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm cấp 4, có khu vực cấp 5 tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần xảy ra cháy thì nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn. Làm thế nào để phòng chống cháy rừng hiệu quả? Gõ cửa ngày mới sáng nay sẽ đề cập. Toàn tỉnh có hơn 33.600 hecta đất rừng và đất lâm nghiệp, chiếm gần 17% diện tích tự nhiên của tỉnh, trong đó diện tích đất có rừng hơn 28.200 hecta. Hiện tại, cùng với diễn biến hanh khô kéo dài của thời tiết nắng nóng, nhiều địa phương có rừng đang đứng trước báo động đỏ về cháy rừng. Chủ động ứng phó với giặc lửa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, xác định rõ các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn theo mức độ kiểm soát của chủ rừng, thôn, xã, huyện và tỉnh, chủ động các giải pháp xử lý các tình huống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ, canh phòng và kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa trong suốt thời kỳ cao điểm cháy rừng. Với cái phương châm 4 tại chỗ là để phát hiện sớm các đám cháy và chữa cháy kịp thời, không để cháy lớn và cháy lan vào rừng. Và đối với các cái chùa chiền Am Cốc và các người dân sống ở trong và ven rừng thì đã chỉ đạo cho kiểm lâm địa bàn tham gia công tác tuần tra kiểm tra và ký kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Mùa khô 2019-2020 theo dự báo thì cái hiện tượng nắng nóng kéo dài rất
cái nguy cơ cháy rừng rất là cao. Do đó mà chúng tôi cũng hết sức quan tâm, đôn đốc các ngành, các lực lượng phối hợp, các ban quản lý rừng tổ chức triển khai quyết liệt để đảm bảo hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra. Tỉnh đã kiện toàn ban chỉ đạo về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng ở cả ba cấp, tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng quy mô cấp huyện, tỉnh với phương châm 4 tại chỗ. Các công trình phòng cháy chữa cháy rừng như đường băng cản lửa, hồ chứa nước, kênh mương cản lửa đều đã hoàn thành trước ngày 20 tháng 1 năm 2020. Đối với cái công tác phòng chống cháy rừng đó, thì hàng năm thì chúng tôi đều phải triển khai xây dựng cái kế hoạch chủ động trước cái mùa mà khô. Đấy, do đó là cái việc tổ chức tuần tra cảnh báo theo cái thông tin chung từ Tổng cục Nông nghiệp là cần được đề cao và gắn cái trách nhiệm của người đứng đầu ở cấp cơ sở là hết sức quan trọng. Đồng thời là cái sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng và địa bàn của địa phương. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác dự báo và cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng đưa tin kịp thời về cấp dự báo cháy rừng. Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân và các chủ rừng. Đây là một giải pháp căn cơ có tính chất quyết định đến hiệu quả công tác bảo vệ rừng. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có phòng cháy chữa cháy rừng mà từ đầu mùa khô 2019-2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên, với diễn biến tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay thì nguy cơ xảy ra cháy rừng vẫn còn cao. Do đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố luôn trong tình thế chủ động đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong nhân dân. Đồng thời kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, canh lửa đề phòng xảy ra cháy rừng, phấn đấu không để xảy ra cháy làm thiệt hại đến tài nguyên rừng. Thưa quý vị, đối với nông dân thì năm 2019 đi qua với không ít những khó khăn, bất lợi về thời tiết, dịch bệnh, biến động giá cả vật tư đầu vào, đầu ra của nông sản chưa ổn định. Do đó mà bước sang năm mới 2020 với những người quanh năm chân lấm tay bùn, ước mong ngoài mưa thuận gió hòa còn tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đầu ra cho sản phẩm ổn định, giá cả cao hơn. Chia sẻ hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe những ước muốn của bà con nông dân trong tỉnh trong những ngày đầu năm mới. Năm 2019, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như giá cả, vật tư nông nghiệp tăng cao. Trong khi đó, thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản. Mặt khác, sản xuất nông nghiệp luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, mà lớn nhất là dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại khoảng 10% tổng đàn heo của tỉnh. Ngân sách nhà nước đã phải chi hơn 120 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch cũng như hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Ngoài ra, thị trường tiêu thụ nhiều sản phẩm nông nghiệp cũng không ổn định. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2019, sản lượng các loại cây trồng chính như lúa, rau tăng từ 3-5% so với năm ngoái. Các loại cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê, tiêu, cây ăn quả tăng từ 6-20%. Mặc dù sản lượng tăng, nhưng đầu ra vẫn còn bấp bênh, khiến thu nhập nông dân không như kỳ vọng. Bước sang năm mới 2020, nông dân kỳ vọng mưa thuận gió hòa, đầu ra nông sản ổn định để mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Bước sang một năm mới thì mình là người nhà vườn trồng hoa, mình cầu mong thời tiết thì thuận lợi, rồi là trồng hoa thì được vụ, được mùa hoa để thương lái đến mua để nhà vườn thì có cái điều kiện sống tốt hơn. Đây thì bà con nhân dân thì rất mong chờ vào chủ trương của Đảng, Nhà nước sẽ có những cái hỗ trợ về cây con giống, tạo điều kiện về nước để cho tưới tiêu về trong sản xuất. Năm mới này là anh em vườn rau trồng ra, mình làm ra được sản phẩm thì mong rằng làm ăn nó được son sẻ. Về cái giá cả mong là cho nó ổn định. Một năm mới lại đến và nông dân Bà Rịa Vũng Tàu đang đặt nhiều hy vọng, và thành công của từng nông dân sẽ góp phần giúp ngành nông nghiệp tỉnh đạt mục tiêu đề ra, đó là duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt 19.928 tỷ đồng,
tăng 3,7% so với năm 2019. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 29 tháng 1. Ngày cuối trong kỳ nghỉ Tết, toàn tỉnh tiếp tục duy trì thời tiết nắng ráo, không khí hanh khô. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Nguyên nhân là do khu vực tỉnh đang chịu tác động của rìa xa, bộ phận không khí lạnh và áp cao cận nhiệt đới. Trời nắng kéo dài kết hợp với không khí hanh khô khiến nguy cơ về cháy nổ tăng cao. Do vậy, công tác phòng chống cháy nổ cần được tăng cường để tránh rủi ro. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 75 đến 89%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ, độ ẩm tương đối 84%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Trên biển, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Trong những ngày tới, do luồng không khí lạnh sẽ tăng cường xuống phía nam, nên gió đông bắc sẽ tăng dần cường độ. Tại Vũng Tàu ngày 29 tháng 1 năm 2020, mực nước cao nhất 370cm xuất hiện lúc 17 giờ, thấp nhất 76cm xuất hiện lúc 10 giờ. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được khép lại. Quý vị muốn xem lại chương trình, hãy truy cập vào trang web brt.vn vào mục chương trình ngày mới quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Một lần nữa chúc quý vị có thêm một ngày du xuân thật vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin chương trình thời sự tiếp theo.